Vâng, Đèn Mặt Trời Shop Solar xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay còn một ít pin tồn kho thanh lý. Đấy, mời các bác nhặt nốt cho em nhờ. Nói thôi đăng lên phát các bác nhặt ngay. Tấm pin này công nghệ 9 bớt 3 của thương hiệu là Solar Fancy. Solar Fancy đây anh em nhìn nhé. Đấy, thì với tấm pin này thì để cho các bác là 850.000 cho nó oách. Solar Fancy này. Đấy, tuyệt vời ông mặt trời luôn nhá. Giá quá ok. Ở đây công nghệ của nó là 9 bớt 3. Pin này một thời rất là lừng lẫy đấy. Một thời rất là lừng lẫy. Đấy, nhưng bây giờ người ta ra nhiều loại pin chất lượng tốt. Nên là cái loại này bán giờ chậm và đặc biệt là cái giá của nó rất là cao. Cho nên là ít anh em dùng Solar Fancy này. Ít anh em dùng. Đấy. Bây giờ Việt Nam mình sản xuất được cái loại pin S Solar á, pin đấy rất là ngon anh em nhé. Ngon mà giá thì khỏi phải bàn. Giá không có đối thủ. Pin của nó rất là đẹp. Pin cấp A rất đẹp. Ở đây thì các bác có thể so sánh cái pin ngày xưa đây này. Đấy, là nó có cái vạt góc như này. Đấy, thì để nhận biết là pin mono. Đấy, thì cái tấm các bác nhìn so sánh hai cái tấm này. Một cái tấm của thằng S Solar pin 100W. Cái tấm bên trái cùng nó đen tuyền. Đấy. Ngày trước nó ký hiệu cái này là pin mono nhá. Đấy, nó có cái vát chéo, vát góc hoặc là vát đầy đủ. Nhưng bây giờ pin mono anh em nhìn này. Đây cũng là pin mono, nó bịt hết rồi. Nó làm phẳng luôn. Đấy, như vậy là cái tấm pin mono nhìn đen tuyền. Đấy, nhìn đen tuyền luôn. Thì so sánh cái hiệu suất thì đây, ví dụ tấm này là 5 bớt 3. 5 bớt 3. Thì cái tấm 9 bớt 3 kia thì nó hơn nhau được cái gì? Đây 9 bớt 3 này. Thì thực tế mà đo mà test thử thực tế cho chạy thử cùng một điều kiện, cùng một thời tiết thì nó như nhau nhỉ? Đấy, đo cùng một thời điểm nó như nhau hết, cùng một cái sạc. Đấy, ví dụ như tấm S Solar này 5 bớt 3, 5 bớt 3 thì đo cái điện áp của nó cũng như là cái công suất ra cũng như cái thằng 9 bớt 3. Đấy, có giải quyết gì đâu các bác. Cho nên là nhiều khi người ta đánh lừa khách hàng về cái bớt 3, 11 bớt 3 hoặc 9 bớt 3, 5 bớt 3, 7 bớt 3. Đấy. Thì thực tế là nó như nhau cả anh em nhé. Không có gì cả. Nhà toàn pin mặt trời thôi. Anh em thích loại nào cũng có hết. Anh em mua tấm 100 này. 150 này. 200 này. Đấy. 270 poly của Nhật này. Tóm lại là đủ các loại pin. Các bác thích loại nào cũng có nhé. Nhặt thoải mái luôn. Đấy. Em đã để lại cái số điện thoại ở trên màn hình rồi. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ Zalo 0384770703. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.